Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel mua đặt kìa Vinh My của mình. Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình vào cái buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ ba. Sáng thứ ba rồi, và bây giờ thì cũng là 7 giờ, gần 7 giờ sáng, còn là vài phút nữa thôi, vài phút ngắn ngủi nữa thôi là 7 giờ sáng rồi. Thì hôm nay thì không giống như hôm qua, thì mình cũng không có mệt, nhưng hôm nay mình khỏe, rất là vui. Nói chung là kênh mình cũng tròn được 1.400 sub như mình ao ước. Thì nói chung sáng bật lên thì cũng được 1.408 rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Thì lần nào được tròn là mình cũng đều nói lên kỷ niệm hết á. Thì mình mong là tới chủ nhật tuần này thì nó sẽ tròn được 1.500 nha các bạn. Mong là các bạn ủng hộ mình, xem clip, like, share, subscribe, đăng ký kênh, cũng như là click vào quảng cáo ủng hộ mình nha. Đây, còn buổi sáng hôm nay thì mình cũng vừa up một cái video test cái bà Monet rồi, ok các bạn xem ủng hộ mình luôn. Còn bây giờ thì mình ra thêm cái nữa, đó là như thế này, là trên Facebook có hai bạn, là bạn Phạm Quốc Huy và bạn Vinsmoke Senji. Hai bạn này không biết bạn bè nhau hay sao mà đưa cho mình mượn cùng một cái nick, và hai bạn đều là muốn đưa kêu mình test rồi cho hai bạn lên TV á. Ok, thì bây giờ bạn đã được lên TV rồi nha bạn. Rồi sao lắc ở đây. Ok, thì hai bạn đưa mình mượn nick kêu là test rồi cho hai bạn lên TV á, rất là lâu rồi và mình cũng chưa có rảnh vào đó. Thì cái nick này mình cũng hình như mình cũng có test một số video clip rồi, cái tên là Colin nè, được chiến thì tới 2.6 lận, thật sự rất là mạnh. Tên Linh thì có cả con Helisa này nữa, và nói là nick này cực kỳ ngon luôn. Thì sau khi mình vào nick mình tìm kiếm thì một số tướng mình cũng cho test nhưng mà cấp nó không có độ, cho nên thật là xui. Thì hôm nay thôi mình test ông Akainu. Nick này có cả ông Akainu đội trong tấn công trên biển đó các bạn. Đó. Thì lúc trước mình cũng có test ông Akainu rồi nhưng mà bên server lậu. Thì hôm nay mình test chính diện, chính xác bên server Việt của chúng ta luôn nha. Rồi tên là Akainu. Akainu không biết có dòng họ gì với Sushi Akai mà có chữ Akai các bạn. Các bạn nào có Conan này sẽ biết Sushi Akai trong FBI á. Rồi. Chát quậy của anh ta là trái Magu Magu. Nó tăng vật công và sức mạnh rồi nè. Ui quá mạnh. Ui ngon ấy. Biến thành nham thạch trong phạm vi nhất định, tiến thành tấn công tính hủy diệt. Tất cả tấn công tăng thêm 2.000 điểm sát thương. Ui mạnh quá. Thôi biết mạnh hay không, giờ mình đi phát bạn mình sẽ chiến này nè. Ui có bạn gì mà có cả trao phình lao nè. Quá là bí ẩn. Ôi, từ từ bên ạc dinh của mình sẽ đánh tới thôi các bạn. Mong đón chờ xem clip mình nha. Rồi đây là con drama bữa mình đánh nè. Rồi giờ mình thử đánh với ông Caribou này đi, coi thử sao. Caribou này mình cũng vừa mới vượt qua thôi. Rồi giờ mình đầu tiên mình sẽ giết thằng Luffy giả nha. Luffy giả mạo mập thù lù vậy là không thể nào mà tha thứ được. Rồi vô, có cả đầu bếp xinh đẹp nữa kìa. Giết hết. Lèo cho bờ em. Rồi ăn đấm vô mặt nè. Ăn đấm nè. Đây là chủ Kakano của chúng ta, là chủ trải chó đó các bạn. Chủ trải chó mà phải chó thường nữa. Có dại nó điên luôn ấy. Cắn nó cái chích ngừa luôn. Bởi vậy mình có nói là anh ta là chủ của điểm thuốc vaccine phòng ngừa bệnh ấy. Cho chó chích, cho chó cắn rồi tự bán thuốc. Rồi có nổ rồi. Thằng Akainu này nổ rất là ghê gớm nha các bạn. Xem nè. Rặn lâu vậy. Lèo. Một cú đấm khổng lồ. Rồi tiếp theo. Gì đấy cha. Rồi chết rồi kìa. Tiếp. Trời ơi sao đang phê mà. Lắc quá mình sẽ tắt bớt hai cái vòi đặc lạo nha các bạn. Rồi đợi lắc hơn chút đi. Thằng Akainu này hồi là 75 nội các bạn, cho nên rất là ngon. Thật sự Akainu của chúng ta rất là ngon. Có đeo đang bị mê gái rồi, về già rồi, hải quân rồi, một hải quân đàng hoàng rồi mà cũng mê gái này trời. À, nãy giờ chưa thấy Luffy giả sức chiêu nha. Làm gì em? Em làm gì em bắn đồng đội hả? Đúng là những kẻ giả mạo. Em mình thấy thì rất là giống Luffy, cũng mũ rơm rồi, nhưng mà đáng tiếc là cơ thể nó không giống được. Lèo mày em. Rồi tiếp theo là đồng đội qua trên đâu banh xác hết rồi. Lèo. Rồi banh xác luôn. Anh ấy giơ tay lên trời để kêu máy bay trực thăng tiếp viện phóng xuống những cái viên tham thạch, nham thạch đó các bạn.
Rồi tiếp theo mình sẽ đánh cái con Basita nha. Đây là con cu đen, theo biệt hiệu mình đặt cho nó là cu đen. Vô con pháp sư bất nộ hả? Ai đến này có cả chấp bờ Sura rồi nha các bạn. Rồi cú đấm chó điên, cú đấm chó điên này lao mày em chích ngựa đây chứ làm gì cầm gậy chướng trước. Ui à, nhưng mà chính có cả chiêu lầm thời gian rất là ngọt. Đến này thật sự rất là mạnh. Hồi máu vô, hồi máu vô. Ui sao không hồi nổ cho Akendo đi, đắng lòng làm chưa có nổ nữa sao kỳ vậy. Ui à, các bạn thấy cú đấm anh ấy tung ra là có một con chó đỏ, con chó lửa không? Đó, thật sự rất là nghiêng ngứa. À, cái bàn tay thì đây là đeo bao tay nha. Các bạn nào nhìn có nhầm là bàn tay sắt thì không ổn. Anh ấy đeo bao tay để anh ấy không bị nhiễm vi khuẩn nữa thôi chứ không có gì cả. Đó, tiếp theo là trực chiêu gồng năng lượng. Gồng năng lượng phóng ra nhâm thành nè. Một đấm, hai đấm, ba đấm, bốn đấm, năm đấm, sáu đấm, bảy đấm. Trời ơi, tổng cộng là bảy cú đấm. Ui sao nghe nó ghê gớp các bạn ơi. Đấm lần bảy cú, cú nào cũng nóng, cú nào cũng nhằm thạch thì thằng nào chịu nổi. Rồi mình tiếp theo mình sẽ chiến luôn ông Caribor và xoay nồng nha, để xem ông ấy có như thế nào, có gì lợi hại không. Giờ mình sẽ đeo ra đây đi, đeo ra trước luôn, có gì có nọ cho nó lẹ gồng năng lượng lên. Rồi chó điên này bay sọ liền đi chích ngừa để với làm gì quơ nữa. Rồi chúng ta lại gặp lại hang đầu bếp và một thanh niên cầm chùy đã rạn nứt quá chát quỷ gì mà ghê. Ui xin nồng, xin nồng bắn ra bùn chứ bắn ra đạn đâu mà sợ. Rồi mình sẽ giết lẹ cái bọn này luôn. Rồi chưa có nọ nữa, đúng là một cái xui xẻo rồi. Rồi có nọ rồi, tuần sau thì mình sẽ cho bọn này nếm cái mùi mà bị nấu chín, bị nhảy vào núi lửa như thế nào nè. Thật sự ông Akainu này trong vua ấy tặc thì sự một người cực kỳ mạnh. Đánh quý hát làm gì á, lẹm gì á. À bùn đất. Rồi lao lắm, tụi mày khá lắm, tụi mày ăn đòn đi. Chú chiêu của bờ rút le sáng. Rồi tiếp theo là chiêu gồng năng lượng thôi. Vô làm gì vậy, kim ánh sáng hả? Gồng năng lượng giết nó đi, nó bắt chước Kizaru kìa. Trời ơi, leo một em leo mập hả? Ui là khóc luôn. Vậy là các bạn nhìn kỹ là anh khóc luôn. Đánh chúng bên kia các bạn nhìn nó khóc nè. Ai ui là già đầu khóc nhè. Các bạn chưa chết nè. Ôi ui là xoay nồng rồi, khủng khiếp. Ông này phải nói là một ông Caribor. Ui đầy máu đấy, mày đắng cái lòng. Bây giờ tụi mày đam cái kiểu gì, khí khô gì mà. Rồi chết luôn, quá mạnh. Chính mình đã tháo hết đồ đây mà nó rất là mạnh luôn. À, giờ mình sẽ tăng lên phó bạn nha các bạn. Đây là cái phó bạn mà mình vừa hoàn thành xong bên đằng kia và mình đã được sang đạo người cá. Bây giờ mình sẽ đánh lại cái con cá nóc này nha. Đây cá nóc hổ, nhưng mà AD đã biết nhầm là cát nóc hổ. Đầu trọc thôi mà vẫn chưa mua thuốc mọc tóc, nên giờ mình sẽ giúp cho anh ta một giáp, một đám phộng người. Rồi cháy hết lòng luôn rồi các bạn ơi, đúng là dính lửa rồi, lông nó bị cháy rụi, nó quéo hết luôn rồi nè. Ôi hùng dữ quá, nhìn cái con hùng dữ quá các bạn ơi, giống như người rừng á. À, đại ca này không bơi dưới nước luôn hay sao mà đứng trên mặt đất thì dữ dằn á, cá nóc mà lên mặt đất lèo. Ôi đấm khủng khiếp, đấm mà gãy choáng váng rồi, ghê lắm các bạn. Mình đã từng đi, nếu các bạn nào biết clip đó của mình thì chắc chắn cũng biết mình đi phải nói là khó khăn rất là nhiều rồi đó các bạn. Ôi miệng dịch hết luôn kìa. Có vẻ như từ lúc bé sinh ra, khi một là con cá nóc con thì anh đã được chích thuốc vaccine miễn dịch hết rồi. À, đây, ăn quả tiện người mà không xin nha, miễn dịch luôn. Ôi khủng khiếp, miễn dịch luôn nè. Miễn dịch đâu, đấy miễn dịch luôn. Ôi trời ơi. miệng dịch ăn đấm
ăn đập đào lao đào lao bây giờ đâm ghê quá bạn ơi, ui choáng lên luôn, cá nóc này nó là lợi hại thiệt á, nó ở dưới nước quá nên giờ những cú đấm nham thạch của mình vừa xuống đó là nó bị sụp sôi, bị tan biến hết rồi, không còn là... ui vậy mà anh bị dính cái chiêu gì nữa, mỗi lượt giảm 25 nọ, ui anh ấy không thể, có vẻ như chưa ra cái thuốc vaccine về về cái giống chiêu này cho nên anh ấy không thể nào mà phá giải được. Ôi à, trâu cũng nó là khách trâu ấy. Thôi mình sẽ ráng kết thúc nhanh nha, nó sắp có nọ rồi kìa. Ui bị giảm nọ hút kia vậy. Ui giảm gì mà ghê. Thôi anh như thế là được rồi anh ơi. À mong là đợt sau anh có thuốc vaccine đó luôn nha. Thấy chưa, nó miệng dịch cả chiêu mê gái của Mirela luôn rồi. Tôi nói là khủng khiếp. Hay là phải chăng anh bị bồ đá nhiều rồi, gái đá nhiều rồi nên giờ anh không còn tin vào con gái nữa. Không còn tin vào con gái. Không nè. Không là phỏng chân. Đánh xuống chân cho nó phỏng cái chân. Ôi giời, ôi giời. Ôi à. Chết luôn. Ui ơi. Quá mạnh. Vậy đấy, Akeno của chúng ta thật sự rất là ghê nha bạn. Bây giờ đáng ra mình nhấp thêm cái này nè mà thôi. Cái phó bản nó phải để từ từ chúng ta khám phá chứ đúng không? À Tatsuro mình chưa đánh. Nãy có bà Tatsuro mình chưa đánh. Ok, giờ mình sẽ đánh bà Tatsuro nha. Một bà hải quân thì mình cũng đã test rồi. Đây, cây súng kìa. Cây súng rồi em, đấm cho cháy súng luôn. Rồi bắn đi, coi em bắn cái gì, bắn cái viên đạn gì. Ui giời, bắn ra đạn ánh sáng. Những cái súng này mình không biết xuất xứ từ quốc gia nào. Ui, bà đây là bà dùng chiêu nước giặt đồ. Huyền thoại của bà là chỉ là giặt đồ thôi. Nước là nước xà bông nha bạn, bạn hãy cẩn thận. Rồi nhanh 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 nhanh. Kết thúc nhanh nhanh gọn lẹ bọn này đi. Ui anh Akeno của chúng ta đấm mà cái áo nó phất phơ luôn ấy, đúng là xoái ca. Ui á, ui á, ghê vãi. Ai chà, mày dám đánh tao à, mày nhớ mặt mày nha. Rồi nước xà bông một giọt, chúc mừng bà nha. Bà già rồi thì bà về hưu đi, bà còn đánh đấm gì nữa. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo là màn gồng năng lượng nha. Chiu 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 chiu. Rồi hay, tuyệt chiêu rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ gồng năng lượng này. Vô lèo lèo. Thằng kia chết chưa? Láo thằng hồi nãy. Thằng hồi nãy. Ba Tatsuru. Tatsuru. Rồi Tatsuru. 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 U u. Rồi u u. Xong rồi chết luôn. Chúc mừng bà đã được về hưu. Con này là con giúp bà thôi. Bà già rồi lắm gì nữa. Những cái nhà này sao mà bị phá hoại ghê vậy. Rồi ok. Rồi sáng nay clip mình tới đồng Akeno rồi cũng đơn giản vậy thôi, coi như mình đã hoàn thành được cái lời hứa là cho bạn Vince Moke Senji với bạn Phạm Quốc Huy lên TV và cả cái nick này nữa. Ok, mình cũng cảm ơn hai bạn đã cho mình mượn nick. Nick thật sự là tướng rất là ngon và thật sự cũng rất là mạnh luôn đó. Thì với lại mình cũng mong các bạn xem clip của mình cũng like, share, subscribe, đăng ký, cũng như là like, share, subscribe, đăng ký kênh, cũng như là click vào quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Ok, hôm nay là ngày thứ ba rồi và bây giờ cũng là 7:10, hơn 7:10 rồi. Ok, rồi mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Mong là các bạn ủng hộ cho mình cũng như là ông Akeno Nham Thạch này thật là nhiều like, nhiều share, nhiều click quảng cáo cho nó nóng lên, không khí nóng lên như ông ta. Ông ta là Nham Thạch rất là nóng. Rồi ok, mình tạm biệt các bạn nha. Ok, chúc các bạn một buổi sáng thiệt là ngọt ngào tuyệt vời luôn.